Hello, xin chào các bạn, quay trở lại với kênh YouTube của mình là Kiên. Và từ khi mình làm cái kênh video này đến giờ thì có rất nhiều bạn inbox cho mình yêu cầu mình làm một cái video để phân biệt nước hoa authentic và nước hoa fake. Thì thực sự đây là một cái vấn đề khá là khó và khá là tế nhị. Tại vì thực sự là với cái kinh nghiệm cá nhân của mình, để mà có thể phân biệt được một chai nước hoa au hay là một chai nước hoa fake thì cá nhân mình chưa hề tự tin rằng mình có thể phân biệt được nó. Và đặc biệt gần đây còn có những cái mặt hàng gọi là super fake, gọi là fake 1-1 luôn. Có nghĩa là khi bạn đặt hai chai nước hoa cạnh nhau thì các bạn có thể mới nhận biết được đâu là chai nước hoa thật. Đó, nên là mình rất là băn khoăn khi làm video về vấn đề này. Tại vì khi các bạn xem mà mình gọi là chia sẻ nó không đúng thì các bạn sẽ đưa ra những cái quyết định sai lầm. Nhưng mà với cái video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ vài điểm. Và qua những cái điểm này thì mình nghĩ rằng các bạn có thể so sánh và các bạn có thể đưa ra quyết định trước khi mua một chai nước hoa nào mà các bạn đang lăn tăn nó là hàng fake. Chúng ta cùng xem đó là những điểm nào nha. Cái vấn đề đầu tiên mà mình muốn nói ở đây đó chính là giá tiền. Giá tiền là một cái vấn đề cực kỳ quan trọng để các bạn có thể kiểm tra chai nước hoa đó có phải là chai nước hoa thật hay là chai nước hoa giả. Có khá nhiều bạn hỏi mình là nhờ mình phân biệt là chai nước hoa này có phải chai nước hoa fake hay là chai nước hoa ao ở Anh. Thì các bạn inbox, các bạn gửi hình cho mình. Nhưng mà cái câu đầu tiên mình hỏi là em mua chai nước hoa này bao nhiêu. Với cái tâm lý đó là người mua thì luôn luôn muốn mua rẻ, mà người bán hàng fake thì luôn luôn là sợ mình bán hàng fake mà đắt quá thì không ai mua. Nên là trước khi mua một chai nước hoa ở đó, các bạn hãy tham khảo hai nguồn như sau. Đó chính là đầu tiên đó là nguồn tại các store, tại các trang web chính hãng, thì các bạn có thể xem xét được giá của nó. Và nguồn thứ hai đó là các bạn tham khảo ở trên những trang như kiểu các bạn tìm nước hoa trên Google ấy, tại Việt Nam ấy, thì các bạn có thể thấy được giá trung bình, mặt bằng trung bình. Thì ở Việt Nam nó có một cái nguồn hàng gọi là mua xỉ ở các hãng, họ mua số lượng rất là lớn và được những cái ưu đãi rất là lớn. Thì ví dụ như là chai nước hoa tại store như kiểu Lilabo nó có giá khoảng tầm hơn 6 triệu, ở Việt Nam thì các bạn thương nhân các bạn sẽ bán khoảng tầm hơn 5 triệu. Nó chỉ chênh lệch nhau khoảng tầm 500 đến 1 triệu đồng, không bao giờ hơn quá như thế cả. Đó, nếu như chai nước hoa của bạn nằm trong cái khoảng đó thì chắc chắn bạn có thể bớt lăn tăn đi hơn 70%, đấy là chai nước hoa fake rồi. Còn nếu như chai nước hoa của bạn có giá khoảng tầm 199, 299, 599 và 1.599.000 thì tốt nhất nó còn chưa bằng được một nửa chai nước hoa thì bạn còn lo nghĩ gì nữa mà bạn không nách luôn chai nước hoa đó đi. Cái điểm thứ hai mà mình muốn chia sẻ ở đây đó chính là về cái mẫu mã và cái hình thức của chai nước hoa. Đầu tiên chúng ta phải nói về cái phần vỏ hộp. Vỏ hộp của chai nước hoa thì các bạn có thể xem trực tiếp ở các store của hãng, các bạn thấy là vỏ hộp của họ có cái hình như sao, như kiểu những chai nước hoa fake của chai nước hoa Blue Chanel rồi nhá. Ví dụ như chai nước hoa này thì cái mặt hàng fake 5, fake 6 ấy, thì các bạn thấy là ngoài cái hộp của nó ra nó còn bọc một cái lớp, gọi là lớp kiểu giấy nữa, trông rất là sida, như là như hình này. Đây mình để hình đó như này, gọi là fake lòi luôn, nhìn phát biết fake ngay. Còn những với những cái mặt hàng fake cao cấp hơn thì chúng ta khó có thể suy đoán qua cái phần vỏ hộp. Và có một cái điều nữa mà mình thấy rất là buồn cười ở dân Việt Nam ta, đó là check mã code. Thì thực sự rằng cái check mã code ấy nó là một cái sàm vãi luôn. Tại sao mình nói là như vậy? Tại vì cả một chai nước hoa đắt tiền như này họ còn làm giả được. Thì một cái mã code là gì? Mình cần ra cửa hàng store mình mua một cái chai nước hoa xịn về, và sau đó mình làm giả từ hộp, từ chai cho đến cả mã code luôn, cho các bạn check thoải mái. Mà kể có khi chính cái phần check mã code ấy nó lại là cái phần mà người ta làm ra để cho bạn check đấy là chai au ấy. Đó, nên là các bạn hãy bỏ suy nghĩ check mã code đi. Cái phần tiếp theo ở trong cái phần này đó chính là cái phần về cái mẫu mã của chai. Thì những cái này về cái phần mẫu mã của chai thì cái này thì bạn cũng có thể xem ở trên rất nhiều những cái trang web họ bán hàng chính hãng, kể cả trang web của store luôn, thì các bạn có thể nhìn mẫu mã của chai như nào. Với những dòng khác nhau thì họ có những đặc điểm khác nhau, như ở dòng của Chanel, Blue Chanel này thì họ có cái nắp 500 hút này đây. Đó, nếu mà nó không có hút thì các bạn không phải lăn tăn gì cả, các bạn bỏ đi luôn. Còn nếu mà họ làm cẩn thận thì các bạn có thể so sánh, thứ nhất là về cái phông chữ, về cái nhãn hiệu,
và về cái thông tin ở dưới nó phải trùng khớp với hộp đó. Còn mỗi chai nước hoa khác nhau thì nó họ làm thì các gọi là các gian thương họ bán hàng fake thì nó lại có những cái đặc điểm khác nhau, nên là mình đây chỉ mình chỉ nói chung chung thôi đó. Và có một cái nữa là mình rất buồn cười ở chúng ta, đó là các bạn check nước hoa bằng cách là lắc nước hoa lên để nó sủi bọt. Thực sự là mình không bao giờ mình lắc nước hoa cả, tại vì cái vấn đề là nó sủi bọt, nó tan nhanh hay nó tan chậm ấy thì nó phụ thuộc vào cái nồng độ tinh dầu, vào những cái phân tử trong nước hoa. Những cái chai nước hoa nó có những phân tử gọi là citrus hay là những cái tông mùi nhẹ nhàng thì họ chắc chắn là nó sẽ tan nhanh hơn những cái tông mùi nặng như kiểu thuốc lá những thứ. Nên là các bạn đừng bao giờ có cái suy nghĩ là lấy cái định nghĩa là lắc nước hoa lên để nó sủi bọt. Là các bạn có thể đoán được bao nhiêu giây đấy là phải nước hoa fake, à đấy là nước hoa vứt đi các bạn ạ, thực sự đấy. Còn nếu như là bạn mua phải hàng super fake mà bán với giá ao mà không thể nào phân biệt được ấy thì thực sự rằng bạn đen thôi. Tại vì mình cũng dính vài trường hợp như vậy rồi, và mình nghĩ rằng đó là cái học phí trong cái việc đam mê nước hoa này. Vì thế là mình mong rằng các bạn không ai đen như mình cả. Cái điểm thứ ba mà mình muốn chia sẻ đây đó chính là cái mùi hương. Thực sự là cái vấn đề này nó hơi mơ hồ một chút. Tại vì đến ngay cả mình có khi xịt hai chai nước hoa ra giấy mày bảo cho mình đoán xem là chai nước hoa nào là chai nước hoa Bududu Chanel, chai nước hoa nào là chai nước hoa phiên bản EDT thì thực sự là mình chịu luôn. Nhưng mà có nhiều bạn nói là bạn ngửi chai nước hoa này thì thấy rằng chai nước hoa này không bằng chai nước hoa bạn đã sử dụng đó. Nên là cái vấn đề ngửi mùi hương nó cũng là một cái vấn đề khá là khó và khá là trừu tượng. Nếu như bạn thực sự phân biệt được nước hoa fake hay nước hoa ao qua vấn đề mùi hương ấy thì mình nghĩ rằng hai cái vấn đề trên bạn làm rất tốt rồi, chắc chắn là bạn không bao giờ mua phải hàng fake. Còn cái vấn đề ngửi mùi hương thì nếu như đó là những cái mùi hương mới với bạn thì tốt nhất là cái vấn đề này gần như là quá là khó rồi. Và nếu như bạn là người đã sở hữu chai nước hoa đó mà bạn ngửi cái mùi chai mà bạn định mua sắp tới mà nó khác nhau thì các bạn nên xem xét là hai chuyện, đó là có thể chai nước hoa của bạn ở nhà là fake và có thể đây chai nước hoa là fake đó. Cái vấn đề check nước hoa qua mùi hương này nó phụ thuộc vào cái độ bám tỏa của chai nước hoa. Thì mình thường thấy là các gian thương người ta thường bán những chai nước hoa ấy thì sau khi người ta ship cho bạn xong người ta sẽ không cho bạn ngửi đâu, các bạn xịt ra tay cái là bạn thấy mùi nó ok cái bạn chuyển tiền luôn và sau đó thì người ta mất hút, chứ người ta không bao giờ cho bạn check chai nước hoa này kiểu tồn tại ở trên da bạn bao nhiêu lâu. Thực sự là không bao giờ có cái chuyện đó. Nên là các gian thương sau khi bán được hàng xong cầm được tiền là họ sẽ biến mất luôn. Nên là cái vấn đề check mùi hương này thì nó cũng hơi mông lung một chút. Nhưng mà đó cũng là một cái phạm trù, nếu như thực sự bạn là một người đã sành sỏi với nước hoa thì cái việc check qua mùi hương này nó cũng là một cái khá tốt nếu như bạn có kinh nghiệm. Cái vấn đề thứ tư mà mình muốn chia sẻ ở đây đó là về thông tin của người bán. Thứ nhất, các bạn ngoài việc mua ở store chính hãng ra thì các bạn có thể mua ở bán hàng online hay là mua ở những cái người bán hàng tại Hà Nội, những thứ mà họ quảng cáo qua những kênh Facebook ấy. Thì mua ở đây thì thứ nhất các bạn cần check những cái thông tin như sau. Nhất là Facebook của người ta phải là Facebook chính chủ, có đăng những cái bài thường xuyên, và quan trọng nhất là về có thông tin cửa hàng cụ thể, địa chỉ rõ ràng, số điện thoại, và thứ hai là tài khoản ngân hàng có hết. Và thường thì bây giờ người ta ít khi ship code lắm, tại vì cái phần rủi ro như kiểu cái mũi của khách hàng ấy không may ngửi một kiểu mai ngửi một kiểu, nên là họ sẽ ít khi ship code. Tốt nhất là các bạn nên xem thông tin về cái điểm uy tín của người ta tại các bình luận, tại các bài đăng nước hoa hay là trong các nhóm nước hoa là các bạn có thể an tâm một phần nào đó. Và đặc biệt các bạn nên cẩn thận với những cái bài đăng ở trên Facebook mà được quảng cáo với những cái tít như kiểu là nước hoa sân bay, nước hoa duty hay là nước hoa miễn thuế, nước hoa hải quan, rồi nước hoa rồi là bán cửa hàng để chuyển này, xong rồi bán sập sàn nhân ngày nọ nhân ngày kia và với những cái giá nó như kiểu là 599, 199, 999. Thì tốt nhất là những cái bài như thế đi các bạn bỏ qua hết cho mình, các bạn đừng mua ở đó. Tại vì sau khi các bạn nhận được hàng thì họ sẽ chặn Facebook bạn và họ mất tích luôn. Vừa rồi là bốn cái đặc điểm mà mình luôn luôn căn cứ vào nó để xác định mua một chai nước hoa nào khi không rõ nguồn gốc của chai nước hoa đó. Đó là bốn đặc điểm. Và với mình, khi mình đã cảm thấy không tự tin, không tin tưởng vào người bán thì không bao giờ mình mua. Tại vì với nước hoa, khi các bạn mua các bạn xịt lên mà các bạn luôn luôn có suy nghĩ rằng đó là nước hoa fake thì các bạn không bao giờ tự tin cả. Xịt nước hoa là phải tự tin ra được. Nếu các bạn thấy video này bổ ích, hãy đừng quên like, subscribe và chia sẻ cho mình. Xin chào và hẹn gặp lại.